Nơi đâu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chơi audio trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 27 tháng 12, em tiếp tục cái này giới thiệu đến các một chiếc âm đi mini đến từ thương hiệu của hãng Kenwood. Model của nó là GSE7. Thì chiếc âm đi này nó sở hữu width ngang là 20 cm, chiều cao của nó là 7,5 cm và chiều sâu của nó là 26 cm và nó nặng khoảng 3 kg. Chiếc âm đi này nó sử dụng 4 con sò than nhí và trở kháng của nó là 6 đến 16 ôm, đánh một cặp loa. Đấy. Các bác về ghép với những loa bút xeo của bạn 20 cm trở lại. Đấy. Rất là phù hợp. Để ngoài chức năng làm âm đi ra thì nó có thêm một chức năng nữa là radio. Đấy. Radio thì em kiểm tra thì bắt tốt FM nhé. Tần số tuy là 90 thôi nhưng bắt tốt là FM. Còn AM thì là không bắt được. Em đã có một cái anten DMD tặng kèm các bác để các bác sử dụng nhé. Đấy. Tuy nó là âm đi mini thôi nhưng mà chất âm của nó rất là hay nhé. Nó có cả tăng âm trầm nữa cũng như là một đường để ra súp ra. Đấy. Và sau đây thì em xin quay chi tiết để các bác được chiêm ngưỡng. Thì phần mặt tiền cái này thì cũng cơ bản là đẹp đấy nhé, cơ bản là đẹp. Đấy. Đây là cái phần phụ rẽ A này như công suất nhé, rồi là enter này, selector là chọn đường ngõ vào này, cái này là chỉnh dò sóng này, ban là chọn đài FM AM này, đấy. Đây là tăng âm trầm này, đấy. Mặt này là mặt nhôm nhé, nhôm. Phần nắp lưng này thì có xước này, xi dán có xước này. Đấy. Đây. Trên ở đây. Đây có cái vết xước này. Ở phía sau đây. Thì phía sau đây thì em đã kết nối với loa. Đấy. Một series của nó là 71200902. Và đây. Điện 100V công suất là 38W. Model của này là 750, được sản xuất tại cái này là Malaysia nhé. Đấy, xuất dây nhận điện 100V. Đây là đấu loa, đây là đường vào, đây là đường súp này. Đây là bật antenna em này. Ngõ vào tech này mở đi này. Đấy, và đây là phần nội thất bên trong. Đây là phần nội thất bên trong. Nó sử dụng 4 con sò than này, 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, thêm 2 con thúc nữa này. Đấy. Tụ là toàn bộ tụ eo la thôi, nguồn khá lớn. Đấy. Rồi, và sau đây thì em xin test các chức năng hoạt động có ở chữ như này để các bác được thưởng thức nhé. Thì chiếc âm đi này thì bên em bán với mức giá là chỉ có 800 ngàn đồng thôi. 800 ngàn đồng em bao phí ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đổi tiền, còn bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Và em tặng kèm một cái anten để cho các bác đấu lối để bắt sóng FM. Đấy. Rồi các bác hãy đeo tai phone vào để em thưởng thức. Và em xin giới thiệu, em ở thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh, số điện thoại là 0907 23 269. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Các bác có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc kết bạn là Zalo với em đều được. Và bên em thì bán hàng là bao tay các bác nhận hàng, test kiểm tra sản phẩm chạy tốt. Nếu như sản phẩm nó gửi đi mà bị lỗi thì các bác giữ theo niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em. Bên em kiểm tra đúng là tiền 100% cho các bác. Hoặc các bác đổi sản phẩm khác tùy tí của mình. Còn trong quá trình mà đã dùng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa. Nếu như sản phẩm nó có bị lỗi mà không thợ sửa, tiền phí thì có thể thanh toán giúp em. Rồi, em kính mời các bác.
thành phố ngã nghiêng em dịp anh mềm. Tuổi thơ đi hoang nghìn đêm chốn ngủ phần ba tuổi đời hoang phế sau lưng. Nay góp mặt góp lời làm lính mà thôi đôi tiền đây rồi. Từng đêm hương đàn bay súng nổ hoa châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố thị. Ngày nào đó nay trả lại cho người thành phố sau lưng môi ngõ xiêu nồng dày số tôi đi hàng trên lá cỏ đồn xa tôi ở chân quân thủ ngày đêm to của sinh viên. Yeah. Và đương nhiên là nó cũng sẽ gắn liền với sự phát triển của dự án luôn. Và dự án cũng không bao giờ
mà là trung tâm cũng sẽ đưa vào những cái góc. Giúp em, đây rồi em. Em thì không thể bắt được, mất tự ấy nhá. Tự về dò giúp em. Thì được biết là Thùy Dương hiện đang là điều phối viên của dự án này, thì không biết là trong quá Rồi, em xin phép được dừng video test tại đây. Thì chiếc Omni này bên em bán với giá là 800 ngàn đồng, em bao ship toàn quốc, cho bác nào chuyển đủ tiền, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Và em tặng kèm một chiếc anten mini để cho bác kết nối ở số điện thoại là 007 232 số 9, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các video sau ạ.